Lộ tạo hình ngầu bá cháy của Lý Hiện, màn ảnh chung lại có thêm anh quân nhân gây thương nhớ rồi đây. Dự án nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi Lý Hiện, Xuân Hạ ngay từ khi công bố đã gây chú ý đặc biệt trong dư luận, bởi theo thông tin từ nhà sản xuất, thì bản remake lần này sẽ có những tình tiết khác xa phiên bản 2 năm trước, do Hàn Đông Quân và Tôn Di đảm nhận. Kể từ khi khai máy tới nay, mọi nhất cử nhất động của đoàn làm phim đều được dân tình theo dõi sát sao, cùng những khoảnh khắc đặc biệt, vô tình hé lộ tạo hình nhân vật của nam thần Lý Hiện. Lý Hiện trong tạo hình quân nhân điển trai của nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ. Nếu như cách đây vài ngày, hình ảnh nam diễn viên sinh năm 1991, với mái tóc đuôi sam dài phía sau đã nhận về không ít phản hồi chê bai, thì tạo hình quân nhân mới đây của Lý Hiện lại khiến khán giả phải trầm trồ, bởi vẻ ngoài điển trai và hoàn toàn phù hợp với vai diễn của anh chàng. Đa số ý kiến đều đồng tình rằng, Lý Hiện sở hữu chiều cao lý tưởng 1m85 cùng nét duyên ngầm, trên gương mặt khiến hình tượng quân nhân Dịch Liên Khải, Lý Hiện được tái hiện thành công và cuốn hút gấp bội. Dù chỉ là những hình ảnh khá mờ nhưng khán giả đều nhận ra vẻ điển trai của Lý Hiện. Nam diễn viên 28 tuổi vốn đã quen thuộc với kiểu tạo hình hiện đại điển trai, nên khi những hình ảnh đầu tiên trong nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, được hé lộ ở cả hai phong cách, đông đảo khán giả đều tò mò về vẻ ngoài của Lý Hiện, không biết trông anh chàng sẽ thay đổi ra sao. Thậm chí nhiều người còn cho rằng, vai diễn lần này có thể coi là một bước đột phá trong tạo hình của Gun Thần, điển trai trên màn ảnh nhỏ. Dân tình khen ngợi tạo hình của Lý Hiện trong phim mới. Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ 2020 được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Mẹ Ghẻ, Phỉ Ngã Tư Tồn, do đạo diễn Vương Vĩ dẫn dắt, cùng sự góp mặt của Ngụy Đại Huân, Chu Du và các diễn viên gạo cội như Chu Á Văn, Ngô Việt, Kiều Trấn Vũ, Lưu Mẫn Đào. Phim lấy bối cảnh cuối đời nhà Thanh với câu chuyện tình yêu đầy oan trái của cặp đôi Dịch Liên Khải, Tấn Tàng Xuân Hạ hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem những phút giây dạt dào cảm xúc. Lý Hiện đội mũ bắc kít che đầu chọc trống lễ khởi quay hôm ngày 30 tháng 5. Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ đang trong quá trình ghi hình và chưa dự kiến lịch phát sóng. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.